Xin chào tất cả anh em của mình nha. Thì hôm nay thì chính thức mình đã chơi ở server này rồi nha. Thì ok anh em, hiện tại là mình đang ở Thiên Ý S73 nha. Và đây là môn phái của mình. Anh em nhanh tay nào. Lửa chạy lúc 7 giờ. Ủa tới rồi mà sao vô không được vậy ta? Sao vào không được vậy ta? Kỳ vậy? Có chuyện gì vậy anh em? Hoạt động. Ê ơi, chưa đủ cấp. Chưa đủ cấp vô anh em ơi. Ok, nhanh. Còn lửa chạy nữa. Phải có hoạt động đồ này kia chứ đúng không anh em? Đây là môn phái nha anh em. Môn phái Cường Vlog nha, 4 chú 9. Ok. Anh em cứ vào đây. Sao mà mình bấm vào không được người ta? Không lẽ nó bị lag hả? À, vô được rồi. Anh em nhanh tay nào anh em ơi. Để mình coi nữa, nhưng mà mấy môn phái khác nó nằm đâu hả? Môn phái nè, đó, group đồ vô nè. Đã mình nói là mời tất cả anh em vô nha. Chưa có ai vô hết. Anh em đâu? Đã nói là anh em vô chơi chung mà anh em lại bỏ tôi hả? Tại sao vậy anh em? Anh em hứa lèo hả anh em? Nói chung thì một mình vẫn chơi được nha. Một mình một phái luôn, một pha môn phái luôn. Chơi tới bến. Ok anh em ha. Nói chung thì anh em nào cứ vào chơi server mới thì cứ vào ban mình ha. Mình đã nói rõ ràng như vậy rồi. Đấy. Ok, được bao nhiêu? Được 2000 mấy ngọc rồi, kim cương rồi. Ok, bây giờ mình sẽ làm sao? Chức vụ túi dùng vậy. Okay, dùng cái này thì đổi hết cái cánh cho mình nha. Đấy, cánh rất là khó kiếm nhưng mà mình dùng hết nha. Dũng này luôn. Đấy, rồi Dũng này luôn. Anh em lưu ý cái chỗ mà gọi là tìm lại nha, rất là khó cái chỗ đó nha. Kích nạp nè. Rồi. Anh em đợi mình chút xíu. Mình quay ra cái. Mình mua cái gói tháng các bạn. Mình mua cái gói tháng nha. Ok. Mình sẽ mua cái gói này. Gói này trước. Ok chưa. Cút hòa con mặt luôn. Nhận thưởng nè. Đó, mua một lần thôi nha. Hết rồi chúng ta hãy mua nữa. Ok chưa anh em. Rồi bắt đầu. Vào lại boss môn phái nè. Đâu rồi. Hoạt động tới boss môn phái luôn hay gì rồi. Rồi boss môn phái. Một mình một ngựa luôn nha anh em. Tôi sợ mấy ông thiệt chứ. Đã hẹn với nhau là chơi chung rồi. Con này chưa. Từ đi mình làm sao. Tạm thời mình làm mấy này trước. Sợ mấy ông thiệt. Kêu chơi chung với tôi, mấy ông đi chạy tạo bang, tạo phái, mấy ông chơi riêng. Dính thiệt sự. Rồi, môn phái. Môn phái top 1 nha.
Rồi anh em vô đông đông anh em ơi. Khách trăm mới nhắn tin được. Ok. Trời ơi sao tôi không quýnh vậy? À tôi lỡ tăng rồi, trời ơi tôi bậy bạ quá, tôi xin lỗi anh em. Tôi lỡ tăng rồi. Thời buổi này anh em coi cái vụ mà thu hồi nè, anh em coi cho kỹ nha. Coi không kỹ nè, nó đi thu hồi mấy cái chuyên đơn của mình ấy. Nó bị lỗi chỗ đó đó. Tôi cũng cay cú vụ lắm. Rồi có bao nhiêu đây, không biết quýnh chừng nào mới chết con boss này đây chào. Còn cái này cũng tích lại đi 50 cái hả quay. Ui tắt đi đi. Chào chào. Mới có ba người chào. Ai vô trước là tôi phong trước nha. Cái tỷ Trường An nè, mình sẽ ủy nhiệm làm trưởng môn đi. Không làm phó trưởng môn đi ngồi đây. Đô mình sẽ ủy quyền làm phó trưởng môn luôn. Đó, hai phó trưởng môn, ok. Ai vô sau thì cấp bậc sau nha, chứ không có phân biệt mà gọi là ai cấp bao nhiêu lực chiến hết trơn nha. Chơi vui mà. Ok hết anh em. Ồ. Tại vì tôi không dám xài kim cương, anh em cũng hiểu là do tôi là đang tích kim cương để tôi mở hết cái kia nữa. Đó, khổ vậy đó. Giờ là vô cái môn phái thì phải nhận được cái này. Hồi nãy tôi đi lửa chạy chứ ta. Tham gia bốt môn phái này. Ủa? Tham gia bốt môn phái nhận lợi tức. À hên, còn kịp nhé anh em. Còn kịp, còn kịp. Này tôi khỏi đón, tôi cũng biết nó ra cái gì rồi. Tính tôi dễ lắm, tôi nhìn là tôi biết nó ra cái gì liền rồi. Đấy, 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 đấy. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi. À, bọn phái sẽ tiếp tục thu nhận nhiều nhiều anh em rồi đấy. Còn anh em nào hết không? Anh em nào vô cứ vô nha. Tính ra tôi chơi trước mà tôi canh nãy giờ mà sao anh em chơi trước tôi vậy? Hay là do nó bị lag ta? Chắc nó bị lag anh em ơi. Và giới thiệu một lần nữa là đây, tên môn phái Cường VL 4 số 9, phó trưởng môn là idol liền. Ok hé anh em. Nhiệm vụ môn phái thì chút xíu nó mới màng được, giờ thì chưa có màng được he. Có khi nào mà hai thằng tôi quýnh con boss này tới tới sáng không ta? Môn phái này hạng 2 nè, thành viên được 3 người, thấy là mê mê đó. Rồi cái này nhiều anh em thì không biết mua cái gì thì đây, trang bị thức tỉnh nè, đó thức bệnh đầu cụ. Rồi bên đây là linh đan rồi nè, đó này kia ta mua đơn giản thôi, tích lên tích lên. Tôi thì tôi phái này trước, tôi phái cái này thức tỉnh này trước, thức tỉnh trang bị thì nó lên rất là nhiều lực chiến đó anh em ạ. Hầu ngồi đó coi ơi. Sao tôi có thương anh vậy, còn kia đâu, ngay đu ai đu ai đu đâu. Rồi. Giờ này đi làm vụ cháu. Chán thiệt chứ. Boss môn phái không chịu làm, nên làm nhiệm vụ.
Thôi đâu rồi, nhắn tin đâu rồi, không có cái nhà nào mà nhắn được luôn, cấp trăm mới nhắn được, khổ thiệt chứ. Giờ tôi chưa lên trăm nữa mà giờ nhắn có cái gì cho tôi cái cánh thì để chút xíu nữa mới đang nói lại lần nữa là cái cánh này rất là khó nha anh em, rất là khó, nên là anh em cần phải tích nó lên để chúng ta nâng cái cánh ha. Ok anh em, bây giờ tôi phải đăng cái clip này lên liền mới được, để tôi tỉ anh em tôi về mới được.